Bến chào tất cả quý anh chị chúng ta đã và đang quan tâm đến dự án The Global City và tốt là thành tấn bên phần kinh doanh của dự án và tấn đang có mặt ở tại thực tế công trình để chia sẻ cũng như gặp chặt đến cho quý anh chị về những thông tin mới nhất của dự án này. Hiện nay dự án được logo City có tổng quy mô là 117,4 ha với mật độ xây dựng duy nhất chỉ có 28% thôi và chúng ta có đầy đủ những loại hình bất động sản từ căn hộ, nhà phố, biệt thự cho đến shop house và ngoài ra nữa thì chúng ta sẽ có trung tâm thương mại rộng đến 123.000 m2 dự kiến cho chúng ta sẽ có 3 tầng hầm và 5 tầng nổi và đặc biệt có 6 trường học thực tế ở trong khu đô thị này có thể nói rằng đây là một trong khu đô thị nằm ở tại khu vực trung tâm kế bên khu liên hợp thể thao Đạt chiếc kế bên dự án Sài Gòn Sport City của Capoland sắp tới sẽ triển khai xây dựng và dự án được Global City thời gian vừa qua đang nhận được sự quan tâm của rất là nhiều anh chị là nhà đầu tư cũng như khách hàng mua để ở quan tâm đến phân khu Soho cũng như là sản phẩm bất động sản cao tầng để mua ở cũng như mua để đầu tư thời gian vừa qua thì chúng ta có một lượng giao dịch khá là lớn ở tại phân khu Soho trước tại vì phân khu Soho hiện nay đã có nhà sẵn hết rồi pháp lý rõ ràng hiện nay đã có sổ đỏ riêng cho từng căn các anh chị mình mua thì hiện nay chủ tư đã, đã hoàn công xong rồi chúng ta sẽ cập nhật sổ và sau đó sẽ bàn giao cho các anh chị sổ hồng sớm thôi một cái sản phẩm bất động sản với giá trị hơn 40 tỷ một căn ở tại phân khu soho cái yếu tố đầu tiên mà tấn chia sẻ đến cho tất cả các anh chị đó chính là yếu tố pháp lý của dự án này pháp lý đầy đủ rõ ràng cho nên nhờ anh chị chúng ta hoàn toàn an tâm khi mà chúng ta chi trả là một cái số tiền rất là lớn để mua một cái bất động sản hàng hiệu cao cấp uh, với mức chi trả khá là cao. chính như như vậy pháp lý là yếu tố hàng đầu. Thay vì ngày xưa thì chúng ta hay nói đến là vị trí vị trí và vị trí đúng không ạ? còn hôm nay ở chúng ta sẽ rất là chú trọng đến vấn đề pháp lý, yếu tố hàng đầu khi mà các anh chị chúng ta mua bất động sản đúng không ạ? và pháp lý ở tại phân khu Soho thì các anh chị mình an tâm. Yếu tố thứ hai ở tại phân khu Soho cũng như ở tại dự án The Global City chính là yếu tố về thiên thời địa lợi nhân hòa. Yếu tố về vị trí đúng mặt, yếu tố vị trí ở tại dự án The Global City của chúng ta gồm có bốn mặt tiền đường, đồng cùng với đó là chúng ta có hai mặt dấp sông. Dự án The Global City thuộc quận An Phú, khu quận 2 và chúng ta nằm ở tại khu vực trung tâm chính vì như vậy. Đây là nơi trong việc phát triển cơ sở hạ tầng cũng như là đồng bộ về mặt giao thông kết nối các khu vực lại với nhau tạo nên một cái tiềm năng rất lớn cho cái khu vực cũng như là cho tại dự án The Global City. Ngay cả nội tại của dự án của chúng ta, theo thống kê là chúng ta sẽ có hơn 1.800 căn thấp tầng và chúng ta có hơn 8.000 căn hộ. Chính vì như vậy, với số lượng cư dân trong thời gian sắp tới, ví dụ như là cho một căn chúng ta sẽ có ba thành viên như vậy chúng ta sẽ có hơn 40.000 cư dân ở tại dự án được Global City khi mà dự án của chúng ta đi vào hoạt động toàn khu các anh chị nhé và dự án phát triển bởi chủ đầu tư Matrai Home. Đây là một trong những đầu chủ đầu tư rất là nổi tiếng cũng như ưu tuyến trên thị trường bất động sản hơn 15 năm trở lại đây với hơn 16, 17 dự án đang trong quá trình triển khai cũng như đã bàn giao nhà thì nhận được sự quan tâm cũng như là mức độ hài lòng rất là tốt từ phía bên khách hàng cũng như cư dân đặc biệt là vấn đề pháp lý được bàn giao sổ đầy đủ sau khi mà các anh chị nhận bàn giao nhà một thời gian khá là ngắn Hiện nay ở tại dự án được Global City cũng rất là nhiều anh chị quan tâm à, cái yếu tố mà các anh chị đưa ra quyết định đó chính là yếu tố về giá. Và giá ở tại dự án được Global City thực sự là về giá trị của dự án mang lại cho cư dân nhu cầu của các anh chị để phục vụ các anh chị một cách tốt nhất thì giá bán ở tại dự án này có rất là nhiều anh chị chia sẻ được xem là giá khá là hợp lý so với một bất động sản cao cấp như hiện nay và ở tại dự án được Logo City kết hợp với uh, chủ tư Matrai Home kết hợp với lại Foster and đây là một trong những đơn vị thiết kế hàng đầu của thế giới hiện nay thì uh, những cái sản phẩm cũng như là những công trình được Foster and uh, thiết kế ra cũng như xây dựng lên thì khi mà cái sản phẩm nó sáng đẹp thì được xem là biểu tượng cho cả khu vực và thời gian trở lại đây vào năm 2022 thì Foster and có thiết kế một cái sân vận động đó chính là sân vận động Lusai nơi mà tổ chức World Cup trận đấu chung kết ở tại Qatar với hơn 80.000 chỗ ngồi và nơi đó được xem là biểu tượng và hiện nay ở tại dự án được global city được xem là điểm đến thu hút các nhà đầu tư cũng như khách hàng mua để ở đặc biệt là những cái bất động sản có pháp lý đầy đủ rõ ràng trong thời gian một năm hai năm ba năm trở lại đây thì rất là hiếm chính vì như vậy khi mà một dự án triển khai thì nhận được sự quan tâm của khách hàng rất là nhiều và cách đây khoảng chừng hơn một tháng thôi thì chúng ta có mở bán cái dự án án ít tình bác đúng không ạ dự án cũng khá đầy đủ về pháp lý ở tòa A5 và A6 chính vì như vậy khách hàng cùng mua khá là nhiều với mức độ hấp thụ trên 70% và một căn hai phòng ngủ thì có giá bán đâu đó rơi tầm khoảng chừng trên dưới 10 tỷ một căn còn căn một phòng ngủ rơi tầm khoảng chừng 7 tỷ giá đã bao gồm VAT và hiện nay ở tại dự án được ở City sản phẩm cao tầng ta sẽ triển khai tòa City 7, City 8 và ct 9 trong đó thì chúng ta sẽ Ờ, có những hạng mục rất đặc biệt ở tại dự án này để chia sẻ cũng như cập nhật trưởng trò các anh chị tuy nhiên vẫn chưa công bố những thông tin trên giờ đầy đủ nhất chính vì như vậy sẽ cập nhật cho các anh chị sau phân khu soho hiện nay đã có nhà xong hết rồi chính vì như vậy nhà anh chị đang quan tâm một cái bất động sản vừa có pháp lý đầy đủ vị trí là trung tâm nằm trong khu đô thị với đầy, 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 đầy đủ những loại hình bất động sản từ căn hộ nhà phố biệt thự cho shop house và chúng ta sẽ có nhiều được triển khai chính các anh chị chúng ta dành một ít thời gian để chúng ta đi tham quan và bản thân tấn sẽ là người trực tiếp hỗ trợ cho các anh chị tấn đã công tác cũng như là việc ở đây từ năm 2022 và Tấn có hơn 8 năm kinh nghiệm ở tại thị trường bất động sản khu vực thành phố Hồ Chí Minh, đặc biệt là chính là khu Đông. Các anh chị hãy dành một ít thời gian đi tham quan các anh chị nhé. Liên hệ đến số hotline của Tấn 0932048567. Tấn sẽ trực tiếp hỗ trợ cho các anh chị chúng ta tham quan cũng như là tìm hiểu chuyên sâu về giá The Road City đây. Về chính sách, về giao bán, về những cái tiềm năng tăng giá, về những cái ưu của dự án, về những điểm khác biệt của dự án để cho các anh chị chúng ta cân nhắc lựa chọn. Xin chân thành cảm ơn các anh chị chúng ta đã dành thời gian theo dõi và chúc cho tất cả các anh chị thật nhiều sức khỏe, công việc kinh doanh gặp nhiều thuận lợi và có thêm thật nhiều bất động sản ơn ý trong thời gian sắp tới. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các anh chị.